Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, căn cứ quan trọng để triển khai các hoạt động kinh tế xã hội. Hưng Yên triển khai phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Hình thành ý thức công dân đô thị khi xã lên phường. Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Bảo vệ tài khoản ngân hàng bằng cập nhật thông tin sinh trắc học. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp giảm hơn 14.400 ha so với diện tích năm đầu kỳ 2020. Ở chiều ngược lại, diện tích đất phi nông nghiệp sẽ là trên 48.500 ha, tăng hơn 14.500 ha, không còn đất chưa sử dụng. Trong đó, sẽ dành nguồn lực đất đai cho phát triển giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ để thực hiện mục tiêu đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2030, sẽ có thêm gần 3.700 ha đất công nghiệp, gần 2.600 ha đất cụm công nghiệp, hơn 800 ha đất thương mại, dịch vụ. Tỉnh Hưng Yên cũng phân bổ thêm 3.500 ha đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, trong đó đất giao thông tăng thêm trên 2.600 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo tăng hơn 520 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng gần 600 ha. Đất ở tại đô thị cũng tăng lên trên 1.000 ha so với năm đầu kỳ 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất được cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. Việc triển khai các dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, với chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng vừa phê duyệt phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện định kỳ 5 năm một lần nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nghiên cứu khoa học và làm cơ sở cho việc chuẩn bị xây dựng báo cáo đại hội đảng các cấp. Việc kiểm kê đất đai năm 2024 sẽ kế thừa và sử dụng bản đồ kiểm kê năm 2019 đã được cập nhật, chỉnh lý trong các năm thống kê tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án, dự án và dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tập huấn, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện kiểm kê đối với đất quốc phòng và đất an ninh. Số liệu kiểm kê được tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 8. Thời hạn hoàn thành đối với cấp xã là trước ngày 16 tháng 1, cấp huyện là trước ngày 1 tháng 3, cấp tỉnh trước ngày 16 tháng 4 năm 2025. Tổng kết công bố kết quả kiểm kê lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất hoàn thành trước tháng 10 năm 2025. Ngoài hệ thống xử lý nước thải tại các khu đô thị, huyện Bát Giang rà soát được 52 vị trí với tổng diện tích 4,05 ha để xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt của các khu cụm dân cư. Các vị trí này chủ yếu là điểm xả thải từ các khu dân cư. Hiện nay, tại huyện Văn Giang có khu đô thị EcoPark xây dựng được 4 hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 8.300 mét khối trên ngày đêm. Khu đô thị Dream City đầu tư xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 32.400 mét khối trên ngày đêm. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu đô thị trên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Cùng với đó, huyện Văn Giang đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng 4 trạm xử lý nước thải khu dân cư tại xã Thắng Lợi có công suất 50 mét khối trên ngày đêm, xã Xuân Quan có công suất 120 mét khối trên ngày đêm, xã Cửu Cao có công suất 150 mét khối trên ngày đêm, xã Tân Tiến có công suất 75 mét khối trên ngày đêm. Tổng số vốn khoảng 15 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách huyện. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ xây dựng xong và đưa 4 công trình xử lý nước thải sinh hoạt này đi vào vận hành chính thức. Thưa quý vị các bạn,
tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, một đô thị xanh, thông minh, đáng sống trong vùng đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh xây dựng hạ tầng đô thị, chính quyền đô thị, thì việc hình thành ý thức công dân đô thị là một quá trình đòi hỏi thay đổi tư duy, nhận thức rất quan trọng để đáp ứng các tiêu chí của đô thị hiện đại. Theo quy định của luật xây dựng, luật quy hoạch và các hướng dẫn liên quan đến xây dựng, quản lý phát triển đô thị, thì mật độ xây dựng tại các phường xã trung tâm chuẩn bị lên phường tại thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, người dân đều phải dành tối thiểu từ 20 đến 30% diện tích đất ở để làm không gian tĩnh tùy vào nhà liền kề hoặc biệt thự. Đối với các hộ dân xây dựng nhà ở tại khu Nu 9, xã Liên Phương, đa số đều chấp hành nghiêm quy định này. Có thiết kế xin giấy phép xây dựng bớt lại về phần đuôi là 2 mét để có thể thoát hiểm. Nên chúng tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh đảm bảo cho gia đình, cũng đảm bảo cho xã hội. Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, ngành chức năng của thành phố Hưng Yên đã đề xuất và xử phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm xây dựng liên quan đến việc không chấp hành để lại phần đất được thiết kế làm không gian tĩnh tại riêng khu Nu 9 của xã Liên Phương. Kết quả này góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của luật xây dựng khi xây nhà mới. Sau khi mà được các cơ quan chức năng gồm có Hạ tầng thành phố, Phòng quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân xã Liên Phương thường xuyên vận động tuyên truyền thì người dân cũng đã nắm được cái việc chấp hành cái quy định về mật độ xây dựng và tương đối là chấp hành. Cụ thể như ở khu Lấu 9 thì như năm ngoái là chúng tôi xử phạt hơn 10 trường hợp. Từ đầu năm 2024 đến nay thì chúng tôi mới xử phạt khoảng 2-3 trường hợp. Gia đình anh Chính và chị Xe ở xã Phú Cường từ năm 2022 trở về trước nuôi hơn 20 con bò. Tuy nhiên, ý thức được việc chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường của thôn xóm và gia đình nên đã chuyển đổi sang ngành nghề khác. Được biết, tại xã Phú Cường, một trong 4 xã dự kiến sắp lên phường của thành phố Hưng Yên trong năm 2025, trong 2 năm qua đã giảm được hơn 4.000 con bò và lợn, số hộ chuyển đổi nghề khác thu hẹp và không chăn nuôi gia cầm nữa là hơn 70 hộ. Sắp sửa lên phường cũng thu hẹp lại cái chăn nuôi ấy. Nó có, hồi xưa chăn nuôi nhiều nó cũng ảnh hưởng đến môi trường, bây giờ thu hẹp lại nó cũng đỡ hơn. Nhiều nhà cũng chuyển sang các cái ngành mới, ví dụ như là nhôm kính, còn nhiều nhà thì cũng đi làm công ty công nhân này. Việc thay đổi ý thức của người dân từ cư dân nông thôn lên đô thị đòi hỏi một quá trình dài, song bước đầu đã hình thành thói quen để phù hợp với lối sống của đô thị. Tuy nhiên, cùng với công tác tuyên truyền thì vai trò quản lý nhà nước của các phòng ban chức năng, chính quyền sở tại là rất quan trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã tạm giao năm 2024 của tỉnh Hưng Yên theo nghị quyết số 451 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 3.162 người, nhiều nhất là huyện Khói Châu với 498 người, ít nhất là huyện Văn Giang với 228 người. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính, có 43 đơn vị bị tác động do sắp xếp. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 139 đơn vị, gồm 13 phường, 8 thị trấn, 118 xã. Dự kiến, số biên chế cán bộ, công chức của 139 đơn vị hành chính này theo Nghị định số 33 năm 2023 của Chính phủ là 2.843 người, giảm 319 người, tương ứng với hơn 10% tổng biên chế giao năm 2024. Trong đó, huyện Khói Châu, Yên Mỹ giảm nhiều nhất với hơn 70 biên chế mỗi huyện. Riêng thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm, Văn Giang không giảm. Huyện Văn Giang hiện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 3 xã còn lại của huyện đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024, qua đó góp phần để huyện Văn Giang sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2017 đến cuối năm 2020, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã Nghĩa Trụ đề ra mục tiêu trong năm 2024 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, xã Nghĩa Trụ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tập trung xây dựng hai khu dân cư kiểu mẫu là thôn 11, thôn Đồng Tỉnh và lựa chọn thôn Tam Kỳ để xây dựng mô hình khu dân cư thông minh. Lựa chọn lĩnh vực nổi trội là giáo dục để tập trung đầu tư thực hiện. Hiện nay, các nhà trường trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Huy động mọi nguồn lực
để xây dựng các chỉ tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới bằng các cái là huy động nguồn vốn của nhân dân và nguồn vốn của ngân sách của nhà nước và hỗ trợ cấp trên xây dựng các cơ sở hạ tầng để phục vụ đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, làm sao mà để cuối năm đạt được cái các cái khu dân cư mới kiểu mẫu đã được đăng ký và đưa xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu Vĩnh Khúc đang dần hiện hữu. Để về đích đúng lộ trình, xã đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Sau khi rà soát, xã Vĩnh Khúc lựa chọn thôn Lương làm mô hình thôn thông minh. Lựa chọn văn hóa là lĩnh vực nổi trội nhất để tập trung xây dựng. Về thu nhập bình quân theo đầu người trên địa bàn xã, dự kiến trong năm 2024 đạt 105 triệu đồng trên người. Nhiệm vụ trọng tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thì chúng tôi cũng đã ban hành các cái nghị quyết chỉ đạo. Chúng tôi tập trung vào trường học và nhà văn hóa và đường giao thông trong các cái thôn xóm và các cái sân vận động của các cái thôn để tập trung những cái điểm vui chơi cho nhân dân trong các cái cụm dân cư. Cùng với xã Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, hiện xã Tân Tiến cũng đang tập trung nguồn lực để về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Qua hơn một năm tập trung phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, đến hết năm 2023, Văn Giang đã đạt 9 trên 9 tiêu chí, 39 trên 39 nội dung Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 99% người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới. Huyện Văn Giang đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Bảo vệ ao hồ chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan của địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng đó, từ nguồn đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở và xã hội hóa, những năm qua nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã tăng cường đầu tư vào hệ thống ao làng. Vào các buổi sáng sớm và chiều muộn hàng ngày, nhân dân thôn Liêu Thượng lại tập trung tại khu xung quanh hồ để tập thể dục, vui chơi và tận hưởng không khí trong lành. Có được như vậy, từ năm 2023, cùng với hỗ trợ của cấp trên, sự ủng hộ của nhân dân và kinh phí địa phương, xã đã kè, làm đường, lắp hệ thống chiếu sáng và xã hội hóa trồng cây xanh, cây đá xung quanh hồ với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Trước đây thì nó có mỗi cái nhà văn hóa thôi, cái đây người ta chưa làm thì đường đi lối lại nó khó khăn hơn. Có mỗi sân văn hóa thì là các cháu nó chơi thì là người lớn thì hết chỗ chơi. Bây giờ là cảnh quan sống ở đây này nó thay đổi hẳn đi chứ. Thì sao bây giờ là nó mát mẻ này, nó sạch đẹp hơn, người dân rất thích. Lo ngại tình trạng lấn chiếm, săn lấp ao hồ từng xảy ra trên địa bàn, những năm gần đây, xã Nghĩa Hiệp vận động nhân dân tháo dỡ công trình vi phạm, xã hội hóa và trích kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để cải tạo bảo vệ 4 ao hồ ở hai thôn Thanh Xá và Yên Thổ. Các ao hồ sau khi giải tỏa vi phạm đều được nâng cấp, chỉnh trang, tạo khuôn viên sạch đẹp. Cải tạo rất là trong sạch và sáng, thì để cho các cháu là tắm bơi lội, còn chúng tôi già là chúng tôi được đi ra tập thể dục mát mẻ và rất là khỏe. Trước kia thì chúng cháu không có địa điểm để bơi lội và giải trí, thì bây giờ xã đã kè lại ao, chúng cháu có địa điểm để bơi lội giải trí sau những giờ căng thẳng vào buổi chiều, và ngày nào cháu ra đấy bơi để vui chơi cùng các bạn, cháu thấy rất là vui. Tại huyện Yên Mỹ, các xã Ngọc Long, Minh Châu, Tân Lập, Lý Thường Kiệt cũng trích kinh phí và nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân để xây dựng và bảo vệ ao hồ. Việc này không những ngăn chặn tình trạng lấn chiếm ao hồ, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan, khuôn viên rộng đẹp, không khí trong lành, mà còn là địa điểm lý tưởng để nhân dân tập luyện thể dục thể thao, thư giãn và dạy bơi cho các em học sinh mỗi dịp nghỉ hè. Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp với sản xuất kinh doanh. Theo đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy gắn với phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng đời sống văn hóa, rà soát bổ sung các văn bản quy phạm về công tác này, tăng cường công tác thanh kiểm tra có biện pháp kịp thời khi phát hiện sai phạm, những bất cập nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra cháy nổ.
lực lượng công an tăng cường tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, phát huy tối đa năng lực của lực lượng phòng cháy cơ sở và các tổ liên gia, các điểm chữa cháy công cộng. Tiếp tục kiểm tra, rà soát đánh giá, phân tích nguy cơ mức độ nguy hiểm cháy nổ tại các nhà cao tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp với sản xuất kinh doanh và cả nhà cho thuê trọ. Tổ công tác đề án 06 tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị địa phương về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị liên quan đến đề án 06. Theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, cải tiến quy trình nghiệp vụ để triển khai luật giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và triển khai các quy định thông tin tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính. Chủ động triển khai việc rà soát quy trình nghiệp vụ, dữ liệu chuyên ngành, báo cáo các bộ, ngành dọc những khó khăn, vướng mắc trong quá trình số hóa dữ liệu, xây dựng quy trình nội bộ phục vụ việc làm sạch dữ liệu và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giao Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng các phương án triển khai những giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng trên địa bàn tỉnh, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để quản lý lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng, tăng cường rà soát, xử lý vi phạm với cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn theo quy định. Từ ngày 1 tháng 7, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng triển khai cập nhật sinh trắc học cho người dân qua app, qua đó góp phần tăng lớp bảo mật thông tin, bảo vệ tài khoản cá nhân, hạn chế tình trạng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không biết nhiều về công nghệ, nên khi có thông tin cập nhật sinh trắc tài khoản ngân hàng, bà Hằng ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã quyết định ra ngân hàng để được giúp đỡ, dù bản thân bà không thực hiện chuyển tiền online thường xuyên. Tôi nghĩ là cái việc cài sinh trắc học này rất là hay, rất tiện lợi mà an toàn cho người dân sử dụng. Cũng giống như bà Hằng, nhiều khách hàng sử dụng tài khoản ngân hàng online cũng đã được các ngân hàng thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện cài đặt sinh trắc học sớm nhất trong tháng 7, đồng thời hướng dẫn cách thực hiện để giảm thiểu tối đa việc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo. Mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà ở cái tài khoản của mình nó được thêm một cái bước bảo vệ và do đó thì cái quyền lợi của khách hàng cũng được nâng cao lên. Mình cũng cảm thấy rằng là đỡ bị hoang mang trước những cái đối tượng lừa đảo. Tại Ngân hàng Bắc Á đã triển khai sinh học từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với tất cả các khách hàng khi chuyển tiền lần đầu đăng nhập mobile banking hoặc là chuyển tiền từ 10 triệu trở lên và những món chuyển tiền tổng số tiền chuyển trong 20 triệu trên một ngày. Thực hiện xác thực sinh trắc học là cách giúp các ngân hàng có thể gia tăng thêm một lớp bảo vệ, bảo đảm an toàn hơn cho khách hàng. Do thực trạng các tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, nên công nghệ phải không ngừng nâng cao để bảo vệ tài sản khách hàng được tốt hơn. Ngoài cái việc bảo đảm từ phía ngân hàng, thì khách hàng cũng cần phải có những cái biện pháp để tự bảo đảm cho cái sử dụng cái dịch vụ của ngân hàng của mình. Cái thứ nhất là về cái user, mật khẩu hay mã OTP, thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là không cung cấp cho bất kỳ một ai khác. Cái thứ hai, khi sử dụng các dịch vụ với ngân hàng điện tử, truy cập vào các website chính thống của hệ thống ngân hàng. Và cái thứ ba là khi sử dụng dịch vụ thì đăng nhập trên các thiết bị đã được rà soát và kiểm tra, tránh cái việc mà bị lấy cắp thông tin thông qua những cái thiết bị mà không rõ nguồn gốc. Và khi có bất kỳ những cái cuộc gọi nào mà yêu cầu khách hàng cung cấp user, mật khẩu thì đều phải có cái kiểm tra và cân nhắc rất kỹ. Bởi vì đối với hệ thống ngân hàng chúng tôi là không bao giờ sẽ có cán bộ được gọi hoặc là yêu cầu khách hàng cung cấp những cái user, mật khẩu thông qua các cuộc điện thoại. Theo thông tư số 17 và thông tư số 18 của Ngân hàng Nhà nước là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu khách hàng không cung cấp dữ liệu sinh trắc học và chưa được kiểm tra đối chiếu sẽ bị dừng toàn bộ các giao dịch trên phương tiện điện tử. Do vậy, hiện tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đều khuyến cáo khách hàng nên mau chóng thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học, vừa bảo vệ được tài khoản cá nhân, vừa không ảnh hưởng tới quá trình giao dịch sau này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8.
trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình ngày 78-82%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 3m55, mực nước thấp nhất 2m85. Mở cánh cửa dẫn lối vào tương lai, trường Đập Thành Đông chính là nơi hiện thực hóa ước mơ của mỗi sinh viên. Trường tuyển sinh 25 mã ngành và đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0 với nhiều chương trình ưu đãi vượt trội. Tất cả sinh viên trúng tuyển 12 mã ngành xã hội có nhu cầu cao được các học bổng từ 50 đến 100%. 180 suất học bổng cho 15 mã ngành còn lại. Sinh viên từ năm thứ 3 được đi học tập tại nước ngoài để nâng cao trình độ. Nhà trường có tuyển sinh du học Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, du học Hàn Quốc, Đài Loan, Úc với mức phí ưu đãi vượt trội. Miễn phí ký túc xá khép kín, có máy điều hòa, bình nóng lạnh, Wi-Fi, sân bóng đá cỏ nhân tạo, nhà thể thao đa năng. Mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung, thông qua việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường và doanh nghiệp, trường Đập Thành Đông có thể tạo điều kiện cho sinh viên có việc làm lâu dài tại các nước tiên tiến như Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Singapore, Philippines. Nhà trường cũng tập trung bồi dưỡng sinh viên để các em có thể làm việc ngay khi tốt nghiệp. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy cùng Đập Thành Đông đi đến thành công!